Đô Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 21 tháng 2. Em xin gửi đến mọi người video số 635. Một số cây cần bãi gồm có chất liệu là phít và carbon. Ở đây thì có cần mini, cần dây trong, cần ISO, cần súp, cần tay. Và shop em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 077-8873-789 ạ. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra, rồi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc nha mọi người. Mọi người mua hàng nhắn giùm em mã hàng kèm theo số video và ngày video nha mọi người. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu là mã số 1 là một cây cần dây trong của Daiwa. Bát của nó là bát Daiwa. Cây này là dài là 1m8, độ cứng 15, Make in Japan, luồn bu xích, còn cái nắp chụp zin luôn nha mọi người. Đây, bu của nó là bu xích luôn. Đọt của cần này thì có là 1.9 ạ, độ cứng 15 thôi. Cân nặng là 120g. Cây này là mã số 1, giá là 350.000, em bao ship nha mọi người. Mã số 1 ạ. Tiếp theo là mã số 2, là một cây mini. Cây mini này là tay cầm ở đây là bằng mút xốp, bát là bát Fuji. Compass dài là 2m1, độ cứng 20 nha mọi người. Khoen là khoen Fuji. Ngọn cần là ngọn đặc. Ngọn 1.5 ly ạ. Cây này độ cứng của nó là 20. Đọt một nặng là 130g. Thu gọn là 47cm. Cây này mã số 2, giá 450 ạ. Số 3 là một cây ISO của hãng Shimano. Bát của nó là bát Fuji FS6. Chiều dài là 3m, đọt số 3, Made in Indonesia, có cốt nô luôn ạ, 20293, Holiday. Khoan của cần này là khoan Fuji, bát Fuji, đọt cây này là 1.4 ly ạ. Cái này thì trầy xước ít, cái lóng ngoài thì nó có trầy, còn ở bên trong thì còn ok nha mọi người. Có trầy nhẹ thôi, bên ngoài thì ở đây nó có bị tróc một tí nè mọi người, đó. Nó bị tróc sơ bên ngoài thôi chứ còn không có bị ảnh hưởng gì tới nứt bể gì hết nha mọi người. Nên nó chỉ bị phạm một tí thôi. Nặng là 120g. Thu gọn của cần này là 85cm. Cây số 3, giá là 600. Số 4 là một cây súp lở Alpha Tactical. Bát và cây này thì là của Made in Korea. Tay cầm có bị trầy xước. Bát là bát Fuji FS6, dài 3m6. Technical Combo. Khoan này là khoan Fuji, có 4 khoan và một cái đầu bu. Đọt 1.9 ly, nặng 220g. Cân nặng của cần là 220g. Ở đây thì nó bị xước lớp sơn. Số 4 ạ. Cây này giá 450.000 nha mọi người, phi ship, độ cứng cây này tầm 20. Số 5 là một cây súp 3m6, có bị trầy xước nhẹ ha. Phơi ngoài nó là dạng da rắn. Bát Fuji FF7, dài là 3m6. Suho, súp Suho, tem vàng súp Nhật. Khoan Fuji, khoan cái mình gặp lại ha. Đọt là 2,2 ly, độ cứng tầm 20-25. Có bị trầy xước sơ. Cái này thì nó nặng là 330g. Con cái mình gặp lại gọn gàng luôn. Số 5 này giá là 500 ạ. Có bị trầy xước ha. Số 6 là một cây xô khoen lớn ạ. Cái đít nó đây mọi người, cái đít nó không mở được. Ở đây nó đóng một cây đinh nè, cố định hay gì không rõ nha mọi người. Đó, nó bị mòn ở đây ha. Dài 4m5, bát Fuji. Cây này của hãng Frost
ANC, ISO, thông số trên cần nó bị trầy. Phôi có bị trầy, khoang Fuji, bát Fuji. Đọt cây này là 2 ly ạ. Cây này cứng đọt số 3, số 4 vậy nha mọi người. Có bị trầy xước nè mọi người. Cân nặng là 280g. ISO khoang lớn ha. Cái này là 3, 6, 8 khoang ha. Số 6 390.000 ạ. Chất liệu carbon nha mọi người. Từ cây số 1 cho tới cây số 16 ạ, là carbon ạ. 17 cho đây là phíp ạ. Số 7 là một cây ISO khoang lớn ạ. Cây này của hãng Suyumi. Dài, chiều dài của cần là 4m4. Bát Fuji 4m4. Made in Korea 4m5, còn 4m4. Khoang Fuji luôn. Cái này thì nó có 6 khoang thôi. Ngọn của cần là 2 ly 4. Có trầy xước ạ. Cân nặng của cần 460g. Cần rất là cứng cáp, có đối trọng. Cây số 7 nè, giá 530. Số 8 là một cây súp của Trung Quốc. Dài 4m2, 4 lóng made in China của hãng Philamat, bát Fuji FS7. Khoang Fuji luôn. Cây này ngọn 2 ly 7, nặng 540g. Bên trong thì trầy xước ít mọi người. Phôi nó là dạng phôi carbon kim tuyến ha. Trầy xước ít, không đáng kể nha mọi người. Trầy sơ thôi. Phần này thì nó có hơi bị rỉ sơ. Cây này là cây số 8, giá là 600. Cây số 9 là một cây ISO khoang nhỏ nha mọi người. Cây này là của hãng Osaka Fishing nè. Bát Fuji FS7, dài 5m3, đọt số 3. Đo thực tế còn 5m3, 5m4 nha mọi người, đo thực tế còn 5m3. Khoang Fuji. Ngọn cây này là 1 ly rưỡi ạ. 1 ly rưỡi, nặng 300g. ISO trợ máy. Đọt 1 ly rưỡi. Bên trong phôi còn đẹp carbon vân nha mọi người. Và cây này là mã số 9 nha mọi người, giá là 500.000. Số 10 là một cây ISO khoang lớn. Có bị dính. Đây là giống như keo á mọi người. Bát Fuji FS. Bát Fuji. Dài 5m3 còn 5m2, đọt số 3. Target China. Phôi có bị trầy xước, khoang Fuji. 7 khoang, một cái đầu bu. Cái này ngọn của nó là 1 ly 9 nha, nặng 390g. Có bị trầy xước nhẹ thôi. Phần này nó hơi bị dợp sơn nhẹ. Rồi, cây này là mã số 10. Mã số 10 này giá là 480.000. Số 11 là một cây mini. Cây còn nguyên cái bao luôn nha mọi người. Bao vàng. Mini Bass HS của Daiwa. Rất đẹp. Rất mới luôn. Tay cầm là mút vàng. Này người ta chưa bóc luôn. Dài 2m1, độ cứng 10 ạ. Cây này mình có thể câu lưu rê hoặc lăn xê, bát Fuji. Còn cái nắp chụp zin luôn, khoang của nó là khoang Fuji dạ quang. Mini bass 2m1, độ cứng 10. Made in Korea. Code NO 0527-6212. Đọt của nó là đoạn dạng đọt đặc sợi thủy tinh nha mọi người. Đây, phôi bên trong cũng còn bóng đẹp ạ. À.
Nói chung nhìn chung cây này còn ok ha. Mã số 10, 11 nha mọi người. Số 11 này giá là 550.000 bao ship ha. Số 11. mười hai mười ba là một cặp cần tay lóng dài, chiều dài của nó là 7 mét. Đây giống nhau luôn, ngoài thương hiệu, chiều dài nó có hơi bị dính keo á mọi người. Cái này mình về mình phải lau dầu, lau sơn thì nó sạch ha. Make in Hàn Quốc, dài 7m2. Cái này em đo thực tế là còn 7m ha, 7m. Gold Rose CG, của hãng CG. Cái này thì nó bị hơi dính keo. Đó, phôi thì còn ok, phôi là phôi dày đọt lớn ha. Đó, hai cây này thì là 12 và 13 nha mọi người, thông số giống nhau à. Ngoại hình thì cũng 9-10. Cây này ngọn là một ly 9 nha mọi người. Cần thì thẳng ha. Cần này độ cứng săn hàng ok nè, độ cứng chắc cũng phải 4-5H gì đó mọi người, tại vì cần bãi nhật thì nó không có để độ cứng ha, ước lượng ha. Nhưng mà cây này ra thẳng cần ha, 7m nhưng mà ra thẳng. Mọi người cần cái độ võng, cái độ cong khi ra cần nhắn em đo cho mọi người nha, nhắn em rồi em quay video gửi cho mọi người nha. Nói chung cây này thẳng chứ không có cong nha mọi người. Rồi, nó nặng là 380g, nó có bị dính mấy cái mình dính đất nè, sơn sao nó dính đất, mình về vệ sinh lại giúp em nha. Cái này nãy em có lau sơ qua rồi, cái này mình lau dầu là nó sạch ha, lau xăng dầu thôi. Gốc của cần này là 29,5 ly, 750. Số 12, 13 cũng giống y chang luôn mọi người, cũng 750. Cái này có bị trầy đọt, nó cũng là 1 ly 9 ha. Nói chung là thông số giống nhau hết, trầy xước thì nó cũng tương tương nhau à, nó cũng hơi trầy nhẹ. Rồi, cái này là số 13, cũng là 750 luôn. Hai cây này nó còn bao nha mọi người, bao nhung của nó nè, lâu ngày nó bị bạc màu đó, bỏ ra ngoài còn cái bao của nó luôn nè, hai cái bao giống nhau. Rồi số 12 và 13, em xin lỗi, 12 và 13 nha, một cặp này luôn, một cây là 750 bao ship. 14 ha, 14 là cái cây Shimano, cây này nó còn có bao nhung đó mọi người, bao nhung màu xanh lá cây. Shimano 8m, có hình cây tre 8m, carbon C. Gốc cây này to mọi người, 34,5 ly. Cây này tay cầm là nó quấn nhợ nha, trầy xước cũng có. Cây này còn có nắp chụp luôn, nắp chụp zin luôn. Còn cây lúc nãy thì CG thì nó không có nắp, em sẽ tìm nắp nha mọi người. Cây này nó còn có nắp gỗ luôn nè. Đọt 1 ly 9 nha, nặng 630g. Cây này đời cổ rồi sao nặng to ha. Đọt đến đây mọi người, đọt 1 ly 9, có bị trầy xước ha. Có bị trầy xước, trầy xước không đáng kể nha mọi người. Đây mình lâu ra đôi vào thời gian rồi nó bị trầy ha. Rồi cây này là mã số 14 ạ. Dài 8m nha mọi người, 8m. Nặng 630g. Giá 850.000 nha mọi người, bao ship. Tiếp theo là số 15, là một cây rút mini carbon cần tay của hãng Suzumi, chiều dài 5m3, cứng đều, Delusi, Korea sản xuất. Đợt 0.8 ly,
Chiều dài là 5m3, đọt 0.8, cái này đọt đặc. Có bị trầy xước. Nặng 210g. Thu gọn là 55cm. Cây số 15. 550 ạ. 15. 550 bao ship. 16 là một cây cần tay lóng ngắn, dài 5m4, cây này độ cứng trung bình thôi. Cây này thì là 12 lóng, thu gọn là 56cm, cân nặng là 142g, đọt 0.6, gốc 22,3, cây này carbon nó là 99%, cây này carbon, tỷ lệ carbon là nhiều, cao ha. Cần này của hãng High Quality Original Rose Cosin. Cây này số 16 nha mọi người. Còn lúc đầy đủ luôn ha. Rồi cây này đọt nó là đọt đặc chuyên suối. Giá là 600. Bao ship ha. Cái này là số 16. Thân này nhỏ thôi. Tiếp theo ạ, số 17 là một phiếp nha mọi người, từ 17 trở đi ạ. Cái này là cây cần tay ráp khúc giả trúc. Phiếp dài 4m2. Cái này còn nguyên cái nút chụp luôn. Nút gỗ luôn. 5 lóng. Đọt là 0.9, nặng 130g. Cây này độ cứng chắc tầm 2H thôi. Những cái là cây rắc phúc này độ cứng nó không có cao. Sưu tầm rồi câu cá nhỏ vui giải trí thôi nha mọi người. Đẹp ha, phôi còn đẹp ạ. À. Cây này số 17, 290.000 ạ. À. Ráp khúc nha mọi người. Cây số 17, 290. 18 là một cặp mini, chiều dài là 1m8. Made in China. Cây này của Bromarine. Khoan đá sứ. Bát là bát vặn, tay cầm là mút. Đọt lần lượt là 1 ly 6 và 1 ly 7. Cân nặng là 100 và 120g. Thu gọn là 46-48cm ha. Đó, 19-10 thôi. Số 18 rồi, cặp này là cũng còn đẹp nha mọi người. Khoan thì nó cũng không có rỉ ha. 230 một cặp 18. Cặp 1m8 này 230. Cặp 19 là một cặp gồm 2m1 và 2m4. 2m1 là cây màu đỏ nè mọi người. Ở đây nó có bị trầy sơ ha. Bát của nó là bát vặn. Tay cầm là mút xốp. Combat Technogear. Cây này khoan là khoan đá sứ. Đọt 1 ly 7, nặng 140g, nhẹ là em xin lỗi thu gọn 47cm. Đó, cây này là cây 2m1 và cây 2m4. Đẹp lắm mọi người. OGK, bát là bát vặn. China sản xuất nha mọi người. Đó, khoan của nó là khoan đá sứ luôn. Đọt là 2 ly, nặng 200g, thu gọn 57cm. Đó, còn đẹp màu trắng ha. Cặp 19 206 bao ship luôn. Cặp 19 là 2m1 và 2m4. 206. Cặp 20 là 200. Khoan này là khoan dạng không có lồng sứ nè. Một cây là 1m6 và một cây 2m7.
bát vặn tay cầm mút xốp. Đọt một ly chín nặng 100g gọn 43 cm. Thôi còn đẹp. Cái này 2m7. Marine Caster, bát vặn tay cầm là mút xốp. Đọt cây này là đọt đặc nè. Đọt là 2 ly nặng 210g, thu gọn 64 cm. Có hơi bị dính bụi nhẹ. À, cái này là 2m7 ha mọi người. Cái này 1m6, 200. Mã số 20, 200. Mã 21 là một cặp cần lăn xê 2 khúc. 1m65 cần đặt. Bát của nó, cây này là tay cầm bằng nhựa, bát nhựa luôn. Khoan là khoan không lòng sứ. Đọt 2 ly 1 nặng 160g, cây này cần đặt. Và cây 2m1 của Olympic, bát vặn tay cầm ở đây là dạng gỗ ép nè mọi người, hàng nội địa Nhật ha. Hàng cây này là 2m1, khoan là khoan Fuji đá sứ, khoan Fuji dạ quang. Ngọn 2 ly 3 nặng 180g, cặp 21, 1m65 và phíp đỏ 2m1, giá 250 cặp này. Tiếp theo 22 là một cặp. Cặp cần này đó là gồm một cây máy ngang. Cây này của Olympic nè mọi người. Tay quăng. Sản xuất tải mồi từ 3 cho tới 10g. Khoan Fuji. Đọt 1 ly xa, đọt 1 ly 8, đọt 2 ly 2, em xin lỗi, dài 1m8, đọt 2 ly 2. Cân nặng là 180g. Và cây một khúc. Một khúc này là bát hãng ha. Dài 1m1. Parasite Game. Có bị dính này mọi người, về mình vệ sinh nó ra nha. Nó bị dính cái gì á. Khoan là khoan đá sứ hãng. Cần đặt luôn. Đọt 1 ly 6 nặng 120g. Cặp này là cặp 22. 22 này giá 250 cặp này. Rồi mọi người mua hàng thì gọi điện ha, hoặc là nhắn Zalo cho em số 0778873789 rồi. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.